Chào mừng chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022. Thì hôm nay là một phiên thị trường mua vào, tuy nhiên là có những cái sự rung lắc nhất định. Thì mình đánh giá thị trường vẫn trong một cái xu hướng lên và chiến lược là chúng ta nắm giữ các cổ phiếu kim cương. Dưới đây là một số cổ phiếu kim cương mà anh chị có thể tham khảo. Thì trước khi đi vào nội dung phân tích, rất mong anh chị và các bạn dành một chút thời gian để like và share video, ủng hộ kênh, chia sẻ kênh đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì đi vào nhận định cái thị trường ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy đối với các cái chỉ số index là một cái phiên mà tạo gap mua vào. Tuy nhiên là nó có cái sự rung lắc trong phiên và đóng cửa ở thậm chí là phía dưới một chút. Thì hôm nay thì ở cái dòng tiền vào cũng khá là mạnh, đặc biệt đối với các cái cổ phiếu VN30. Thì ở đây thì nhận định thì thị trường vẫn trong một xu hướng lên, anh chị có thể nhìn thấy cái mũi tên này này. Đây là cái ngày mà mình nhận định thì chúng ta ra khỏi thị trường và cái ngày mà chúng ta quay lại thị trường, anh chị có thể xem ở đây rất là cụ thể. Hàng ngày thì mình đều có những cái nhận định ở đây này đấy. Tuy nhiên các anh chị thấy là cái nhận định về thị trường của mình nhận định nó rất là ổn định nhé, và ngày đều có những cổ phiếu kim cương ở đây, thì anh chị có thể theo dõi các cổ phiếu kim cương để đánh giá về hiệu quả cũng như là cái đánh giá về về cái hiệu suất khi đối với những cái cổ phiếu kim cương. Và mình cũng muốn chia sẻ với các anh chị là những cái cổ phiếu kim cương nó sẽ là những cái viên kim cương nhé, những viên kim cương lộ thiên thì nó sẽ tiếp tục là những cái viên kim cương đấy nhé. Thì đối với VN Index thì hôm nay là nó tạo gap, thì thông thường thì nó tạo gap để có thể nó sẽ có những cái hoạt động lấp gap, tuy nhiên là kể cả nó lấp gap thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các cái cổ phiếu kim cương, đặc biệt là những cổ phiếu kim cương mà thuộc các cái dòng mạnh. Anh chị nhé, các anh chị vẫn nắm giữ cổ phiếu hoạt động khá là tích cực nhé. VN30 cũng vậy nhé, phiên hôm nay thì cũng kéo lên cũng khá là mạnh sau đóng cửa ở phía dưới một chút. Nói chung là rung lắc, rung lắc. Nếu hôm nay mà mọi người FOMO mua cổ phiếu ở giữa phiên hoặc đầu phiên thì các anh chị cũng sẽ có những cái cảm giác khá là FOMO đúng không ạ? Tuy nhiên mình cũng chia sẻ với anh chị rồi, thì để mà chúng ta đầu tư chiến thắng trên thị trường chứng khoán thì chúng ta phải có một cái phương pháp giao dịch. Và trước khi các anh chị có một cái phương pháp giao dịch thì các anh chị phải có một cái phương pháp để chúng ta thu nhận thông tin trên thị trường chứng khoán này. Cứ không phải là nhiều thông tin là chiến thắng đâu nhé, càng nhiều thông tin thì chúng ta lại càng dễ thua. Chúng ta biết giữ thông tin vừa phải, không xa quá thị trường và cũng không được gần quá anh chị nhé. Đấy là cái nguyên tắc. Up Index thì cũng vẫn đi lên vượt đỉnh cũ, HNX Index thì cũng khá là tích cực. Đối với cả số lượng các cái cổ phiếu hoạt động tốt thì các anh chị thấy là số lượng các cổ phiếu tốt thì hôm nay nó tiếp tục nở ra rồi, 232 cổ phiếu, điểm số bình quân thì trên MA10 và cũng đang tăng điểm. Thì nói chung là thị trường cũng khá là tích cực như chị nhé. Có thể nó sẽ tiếp tục rung lắc tiếp để nó lốc gáp, nhưng mà điều đó thì chỉ vẫn trong một cái xu hướng lên và chúng ta có thể đặt cược được, có thể nắm giữ các cổ phiếu kim cương như chị nhé. Thì cái chiến lược ở đây này mình có thể nhận định với các anh chị là thị trường trong xu hướng lên, nắm giữ các cổ phiếu kim cương và xem xét mua bổ sung các cổ phiếu. Anh chị nhé, đây là cái chiến lược. Thì đây là các cổ phiếu. Ở trong ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là bao giờ mình cũng chia làm hai nhóm, nhóm Ken Slim dòng tiền và nhóm VSA dòng tiền. Nhóm Ken Slim dòng tiền là những cổ phiếu mạnh nhất. Trong đó những cổ phiếu mạnh nhất này mà thuộc những cái nhóm ngành mạnh nhất thì là nó là các cổ phiếu kim cương. Các anh chị nhìn đây có thể thấy là các cổ phiếu kim cương ở đây nó ít hơn ngày hôm qua. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đã di chuyển cái mốc để xác định thị trường chung. Với những cái phiên trước thì mình dùng những cái mốc của trước này, thì bây giờ mình đang dùng so sánh từ cái mốc ngày 28 tháng 3 này. Thành ra là có một số những cái dòng cổ phiếu mà nó yếu hơn thị trường chung thì mình cũng loại đi. Mục đích làm gì? Để cho các anh chị thấy nó an toàn hơn, các anh chị chọn được những cái nhóm ngành mạnh hơn. Và thị trường có dấu hiệu là thay đổi một số dòng cổ phiếu. Thì ở đây anh chị có nhìn nhé, thì đây là các cổ phiếu kim cương này, các anh chị có thể dừng lại để các anh chị xem. Thế giới di động PET này, các cổ phiếu đây này đấy, các cổ phiếu mạnh nhất thuộc các cái nhóm ngành mạnh nhất. Một số cổ phiếu bên dưới cũng rất là mạnh, tuy nhiên nó không thuộc cái nhóm ngành mạnh nhất thì anh chị cũng nắm giữ được. Thì ưu tiên nhất là nhóm cổ phiếu kim cương, ưu tiên số 2 là các cổ phiếu ok ở đây anh chị nhé. Khá là nhiều dòng với những bất động sản này, hóa chất này, xây dựng xây lắp, anh chị nhớ rất là nhiều cổ phiếu khá là đẹp. Đấy là ưu tiên 2. Thì trong cái nhóm cổ phiếu kim cương thì đây là những cổ phiếu mà anh chị có thể mua được ngày hôm nay, ví dụ như là Thế Giới Di Động cũng có thể mua được, AAS, BWE, RE, PNG là vẫn có thể mua được anh chị nhé, vì nó là khá nền, khá gần nền. Ngoài ra những cái cổ phiếu ok đây các anh chị có thể xem như là một số cổ phiếu này thì là những cổ phiếu trong nền nhé, cũng khá là mạnh và đẹp, thì anh chị có thể nắm giữ cổ phiếu được, ví dụ như DGW, PSD, CMG, BVH, VIX, SSI.
VIB và ADS. Thì anh chị có thể dừng lại để nhìn thấy cổ phiếu này. Thì ưu tiên nhất là cổ phiếu kim cương, ưu tiên số 2 là cổ phiếu Ken Slim, ok, ưu tiên số 3 là các cổ phiếu trong nền, ok chị nhé. Thì bây giờ mình sẽ trở lại về cái đồ thị này để cùng với các anh chị chúng ta xem xét các cổ phiếu kim cương. Chúng ta sẽ tìm các cổ phiếu tốt nhất. Thì thông thường thì các anh chị sẽ tiếp cận theo hướng là muốn xem cả thị trường, đúng không? Như ở đây thì mình cũng đã giới hạn lại rồi. Mình sẽ kiểm soát thông tin bằng cách là quản lý và kiểm soát các cổ phiếu đẹp nhất, các cái dòng mạnh nhất, đúng không ạ? Chúng ta không lan man, bởi vì khi lan man thì chúng ta rất dễ là ra những cái quyết định sai lầm, đúng không ạ? Đây, đây là cổ phiếu thứ nhất là ở nhóm bán lẻ. Các anh chị thấy là có đây là cổ phiếu kim cương đầu tiên là Thế Di Động này. Đấy, nó vẫn còn gần nền, các anh chị vẫn có thể mua được phiên ngày hôm nay nhé. Nhưng mà ưu tiên nhất là nắm giữ. Tiếp theo là PET, PET ok, PET thì không mua được nữa, các anh chị nắm giữ thôi. DDG ok, nhưng mà nó đi lên hơi chậm, nhưng mà nắm giữ thì ok. FPT, FPT thì nó xa nền rồi, các chị nắm giữ thôi, ok. Phiên này nó là một uptrend, khối lượng thấp thì không vấn đề gì cả. BIC ok, nắm giữ này, rất là ok, hiện nay chạy khá đẹp. CSI ok nhé, các chị nắm giữ được. AS thì hôm nay cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ, các chị có thể mua phiên ngày hôm nay được anh chị nhé. TDM, TDM cũng có thể mua được, thực ra TDM hôm nay cũng có thể mua được. Hôm trước cũng cho anh chị mua cổ phiếu này thì hôm nay vẫn có thể mua được anh chị nhé. BW liệu E này cũng có thể mua được, khá là gần nền. VA này ok nhé, các anh chị nắm giữ ok. RI, RI này thì các anh chị ok, thậm chí có thể mua được, cũng khá là gần nền, cách cũng có 8% so với nền thôi, các anh chị nắm giữ. NVB các anh chị nắm giữ ok. Đấy, HTG để ok nắm giữ, tiền khá tốt. PNG, PNG hôm nay cũng có thể mua được, điểm mua bùng nổ là cái phiên ngày hôm trước mùng 1/4 thì hôm nay có thể mua được anh chị nhé. Đấy, GIL này cũng có thể mua được, nhưng hơi xa này một chút rồi thì nắm giữ hơn, chị đều rất đẹp. MC nắm giữ nhé anh chị nhé. Đấy, VNA là cổ phiếu đang đi lên khá là tốt, cái chị nắm giữ. Thì đó là các cổ phiếu kim cương thuộc nhóm các nhóm mạnh, còn các cái cổ phiếu ok rất là nhiều, mình sẽ lướt rất nhanh thôi. Ví dụ như là LHG ok này, SGS ok này, OGC ok, OGC chạy rất là tốt, nắm giữ rất là ngon luôn đấy. Các anh chị mua những cái điểm như thế này xem lại khuyến nghị thì các anh chị thấy sẽ có cho cái lợi nhuận rất là tốt. Đấy, NVT ok này, tích này thì không phải quá đẹp nhưng vẫn ok nhé. PVI này ok nhé, nắm giữ rất là ok luôn. CG ok này, GMD ok này, ở DMC ok, hôm nay có thể chỉ bùng mua bùng nổ. Nhóm ngành nó không mạnh thôi anh chị nhé, nhưng mà đồ thị thì rất là đẹp. DVD này cũng dược phẩm rất là đẹp, nhóm dược này cũng khá là mạnh đấy. Hóa chất DPR ok này, nắm giữ ok này. PHR nhé, PHR ok, các anh chị nắm giữ ok nhé. LTG đấy. PPG ok nhé, IBM ok nhé, ACL ok nhé, VHC, VHC là cổ phiếu chạy cũng cho lợi nhuận rất là tốt, anh chị nhé, vẫn là ok, nắm giữ được. KST ok nhé, NAG ok nhé, để mua bùng nổ nhé. VGC ok nhé, nắm giữ ok nhé. CTR rất là đẹp, nắm giữ ok nhé. Đấy, SVN ok nhé, KDM ok nhé, TA9 ok nhé. Nói chung mấy cổ phiếu đều rất là ok anh chị nhé. Đấy, PTB các thứ rất là ok. Đấy, ASV thì rất là ok nhé, CMX, IDI này đều là ok này. Đấy, phía bên dưới này thì các cổ phiếu xấu hơn anh chị nhé, thì anh chị có thể nhìn chi tiết anh chị xem ở đây. Thì mình ở đây thì cũng chia sẻ với các anh chị là cái đây là một cái quan điểm, một cái cách tiếp cận phân tích cổ phiếu trong việc quản lý các cái cầu thủ mạnh. Các cổ phiếu kim cương được hiểu là các cầu thủ mạnh. Đấy, thì khi các cầu thủ mạnh mà ở những cái thời điểm xuất phát rất là đẹp và mới xuất phát thì hoàn toàn chúng ta có thể mua anh chị nhé. Thì anh chị lưu ý mua ở đây là mua trong cái phiên ngày hôm nay, còn ngày mai thì các anh chị nếu mà không thay đổi, không chạy quá nhanh thì các anh chị vẫn có thể mua được. Đấy, thì các anh chị hoàn toàn hàng ngày thì các anh chị khi xem bản tin thì các anh chị có thể xem lại các cái đánh giá ở các cái phiên trước để các anh chị đo lường anh chị nhé, các anh chị đo lường. Mình cũng hy vọng là chia sẻ với các anh chị một cái cách tiếp cận đầu tư nó hiệu quả và nó mang lại cái hiệu suất rất là cao, cũng như các anh chị sẽ tìm được cái sự thoải mái trong đầu tư bây giờ và giao dịch chứng khoán.
chúng ta sẽ gọi là kinh doanh chứng khoán thì nó hài hòa hơn. Thì ở đây thì các anh chị có thể xem các cái bản tin. Thì tuy nhiên là các anh chị sẽ thấy rằng là với các cái thông tin mà mình chia sẻ thì với những cái lợi nhịp như thế này anh chị đều có những cái lợi nhuận rất là ok nhé. Với những cái nhịp như thế này anh chị hoàn toàn có thể tăng NAV được khoảng 30%. Với những cái nhịp như này NAV anh chị có thể tăng từ 10 đến 15%. Không gì là khó cả. Chị nhịp những cái nhịp này thì các anh chị có thể xem lại ở trong kênh YouTube hoặc là trong các cái nhận định ở trong group Zalo thì anh chị sẽ thấy được cái điều đó. Ok, thì hy vọng là các cái nội dung chia sẻ thì phần nào giúp ích cho anh chị các cái đầu tư hoạt động của mình. Thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like kênh, comment, share, đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. Cảm ơn các anh chị.